Sáng ngày 16 tháng 5 năm 2024 nhằm ngày 9 tháng 4 âm lịch, đoàn lãnh đạo tỉnh ủy Hội đồng Nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kiên Giang đã đến thăm và chúc mừng Phật đảng Phật lịch 2568, dương lịch 2024, đến Ban trị sự Phật giáo tỉnh và chư tung đức các chùa trong tỉnh. Đoàn do ông Mai Văn Huỳnh, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Kiên Giang làm trưởng đoàn, đoàn đã đến thăm và chúc mừng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang tại văn phòng Ban trị sự chùa Tam Bảo, phường Vĩnh Bảo, thành phố Rạch Giá. Đón tiếp đoàn có thượng tọa Thích Minh Nhẫn, ủy viên thư ký Hội đồng trị sự, phó trưởng ban thường trực Ban trị sự Phật giáo tỉnh cùng chư tôn đức phó ban thường trực ban trị sự phật giáo tỉnh sau đó đoàn đã đến thăm thượng tọa thích minh tiến ủy viên hội đồng trị sự phó ban trị sự phật giáo tỉnh trụ trì chùa phổ minh thành phố rạch giá và chùa phật quang Phụ chiếu huyện hòn đất trong chuyến thăm ông mai văn huỳnh đã thay mặt tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh gửi lời chúc đến toàn thể chư tôn đức tăng ni và phật tử trong tỉnh hưởng một mùa phật đản hỷ lạc an lành Ông cũng ghi nhận sự đóng góp tích cực của tăng ni Phật tử trong công tác an sinh xã hội, phụng đạo yêu nước, tích cực trong các phong trào chủ trương mà đảng chính quyền đưa ra, cùng phối hợp thật tốt với các ban ngành hướng dẫn tăng ni, tín độ tu học đúng chánh pháp, phá hủy tinh thần đoàn kết hòa hợp, xây dựng quê hương Kiên Giang ngày càng giàu đẹp. Đáp lại, Chư Tôn Đức Ban trị sự Phật giáo tỉnh đã bày tỏ niềm cảm kích trước sự quan tâm của các cấp chính quyền. Thượng Thọa Thích Minh Nhẫn thay mặt Ban trị sự Phật giáo tỉnh thông tin thêm, các công tác Phật sự, công tác tổ chức chào mừng đại lễ Phật đảng và các hoạt động Phật sự trong thời gian tới. Thượng tọa cảm ơn các cấp chính quyền đã hỗ trợ giúp đỡ mọi hoạt động Phật sự, Ban trị sự Phật giáo tỉnh trong thời gian qua. Ban trị sự Phật giáo tỉnh sẽ nỗ lực tiếp tục xây dựng Phật giáo tỉnh nhà, ngày một phát triển, cùng xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc với tinh thần hộ quốc an dân. Dịp này, Ông Mai Văn Huỳnh đã trao các phần quà gồm 2 tấn gạo, nhu yếu phẩm đến các em học sinh tại Trung tâm từ thiện xã hội Phật Quang.